đi mua hàng. Đá nó chảy lòn tòn chắc bị góc nó chảy ra góc nằm này khúc ở ngoài không nghe được, nhưng mà chỉ có khúc tự ở trong góc này này, trong góc chữ L luôn hả? Góc chữ L này là nghe nó nhiều hơn thôi. Như vậy cứ góc mà phía bên này trong bên này chắc góc đó luôn. Thì em áp vô với tường á, em dò theo hết một đường dọc á, thì hiện tại á là cái tín hiệu nó báo ở trong phía trong góc nó cao hơn, áp vô nghe được tiếng đá nó, tiếng nước nó xối mà đất đá nó rất lóc cốc vậy. Vậy là nó bị nghe anh vô 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 anh lấy cái tay nghe hiện tại nó ở đây. Cái này là cái kho của anh ấy. Nghe rất là ít. Đúng không? Ở ngoài đây không có nghe. Tự anh đặt lại đi, đúng không ạ? Ngoài cũng nghe nhưng mà cái tín hiệu nó đều hơn, còn ở đây lâu lâu nó giật giống như là có đá có cái thử anh để lại. Tại vì á, tín hiệu nó đều á, là nước nó chảy, nghe nước nó chảy. Tự anh đặt này nè, khó chịu này, như nó
lâu nó giật này. Anh bỏ hẳn, đừng có dùng tay, nhiều khi dùng tay nó không có. Đúng rồi. Ba bao dù anh bây giờ không làm gì. Giờ anh Mạnh làm dấu đi rồi. Anh cứ sâu ra không chắc gì kệ. 10 phân, 15 phân thôi không anh? Lớp phân biết là cái lớp hồ thôi. Anh cứ đánh dư để coi thằng này. Anh làm sao mà nó giấu sao rồi cắt mình để đủ để anh đấu nói ống lại. Nghe tiếng đá mà nó lâu lắm.